Những nghệ sĩ kêu gọi từ thiện đâu hết rồi. Lúc này thì không kêu gọi được, không ai đóng thì những người dùng cấm, những người mà thường ăn trộm tiền từ thiện, sao không bỏ tiền mình ra, không bỏ tiền mình ra để giúp đỡ bà con ta, giúp đỡ bà con ta trong những cơn hoạn nạn. Cút đâu hết rồi, dùng cấm dùng ghét, cút đâu hết rồi. Mới đụng một tí là kêu gọi từ thiện đóng góp lung tung, rồi kêu gọi 10 thì chuyển đi 1, 2 hay là yểm hết. Rồi bây giờ sực tế như vậy, nuốt ngậm đầy họng rồi thì còn lại chút ít gì đó. Tại sao hiện nay cơn lũ số 3 Yagi nó đã qua nhưng tàn phá rất nặng nề, thì những thằng nghệ sĩ, những con nghệ sĩ, những người nghệ sĩ đầu voi đuôi chuột, những người loại đó thì không bằng cầm thú. Đấy, bây giờ đấy, bà con ta biết bao nhiêu, bà con ta khổ sở biết bao nhiêu. Có nhiều nghệ sĩ đóng góp 50 triệu, 30 triệu mà không thấy tên những cái thằng mà chuyên môn, những cái cô mà chuyên môn ăn trận tiền từ thiện. Hỡi ơi, ăn cho cố vô, dù bà con ta hiện tại bây giờ sao không bỏ ra một đồng nào hết, cá nhân không bỏ ra đồng nào để chuyển cho những người ta hưởng. Còn trước kia là kêu gọi đóng góp liên tục, đụng tí là kêu gọi đóng góp. Còn bây giờ không ai đóng góp nữa, thì bản thân của mình cũng đóng góp được vậy. Những người khác, những người nghệ sĩ khác người ta đóng góp được, mà những nghệ sĩ lừa đó không đóng góp được. Tự hiểu đi, tự nghĩ đi, rồi tự chết cuộc đời mình đi. Tự chết đi, đừng có sống làm gì nữa. Loại nghệ sĩ đó không có xứng bằng cầm thu. Nghệ sĩ gì? Đụng tí là kêu gọi từ thiện, đụng tí kêu gọi từ thiện rồi không đem, không chuyển, không nộp, không giao. Còn bây giờ đó thì không có một đồng nào cho đồng bào bà con ở cơn số 3, bão cơn số 3 Yagi đã qua nặng nề quá rồi. Tại sao không ấy? Không gửi, không góp cho người ta thì xứng đáng hỡi loài cầm thú nghệ sĩ. Không phải nghệ sĩ nào cũng cầm thú hết. Những nghệ sĩ cầm thú thì tự biết rồi. Hãy chuyển tiền cho bà con đi. Đừng có ăn nữa. Nghệ sĩ ơi, nghệ sĩ dỗm ơi. Hãy nhường lại cho nghệ sĩ thật. Người ta sống với lương tâm. Nghệ sĩ ơi!